nay là khách lại rất là đông, nhưng mà hết bò bán. Mình là thấy dịch nhiều quá cho nên ngưng. Bán hết bò nó chuồng luôn. Bán hết luôn. Qua đợt dịch này tôi cũng góp ý anh em ở nhà chứ đừng ra đường. Mình khi hết dịch rồi thì đi mua. Tôi bán hết tới con bò này tôi nghỉ luôn. Ngưng lại qua đợt dịch này mới đi bắt còn con bò rồm. Trong chuồng có một bò rồm. Đây hết hết bò luôn. Không còn một con, còn con bò ốm. Hết bò. Mấy anh em qua được dịch này mấy anh em mua đi mua cũng không có không, không muộn. Nhà vườn nó bán không được là bò phải sụp lại. Nhà vườn nó bán lái không đi mua thì nhà vườn phải sụp giá lại, mình đi mua cái chập sau này bò rẻ. Khoảng chừng 14 nửa tháng là bò rẻ lại. Anh em cứ ở nhà đi rồi qua được dịch này bò nó nhũng nó rẻ lại mình bắt chứ mình đâu có gấp gì phải bắt sớm. Đó. Ngưng đi mấy anh em, khuyên mấy anh em là ở nhà ra đường ai bệnh ai không có biết đâu, nó lây bệnh rồi mang gì cả nhà rồi khổ luôn. Đó, mấy anh em ở nhà đi đừng có đi đâu hết. Qua được dịch này bắt bò nó giá nó mềm lại. Chứ giờ mình gấp thì bắt về đi ra đường rồi lỡ dính bệnh thì lây cả xã hội ngoài lâm gia đình tâm lâm hết. Nên mình ở nhà tốt hơn ha. Khuyên anh em vậy thôi. Nếu mà ai có ý thức thì mình ngăn ngừa ha. Ra đường mình phải đeo khẩu trang rồi cho nó an toàn ấy. Ở nhà qua được dịch này mình đi bắt. Chào anh em ha.